Đó, nhanh chuỗi, wow. Né nhanh chuỗi cực đỉnh các bạn ơi. Đó, các bạn thấy không, những cái nhánh chuối nhô ra này rất là nhiều nha các bạn. Wow. Phải nói là đáng đồng tiền bát gạo các bạn ơi. Đó, hơn 30 triệu. Mà né như thế này thì quá đỉnh nha các bạn. Đó, nè nhánh chuối nè, né đó nè. Wow. À các bạn thấy không, huyền chạy chuối này rất là nhiều nha. Chào tất cả các bạn nha. Đó thì mình là nông dân Kim đây. Đó thì hôm nay mình sẽ test chức năng thông minh cũng như là chức năng ách tiêu sách 4.0 cực đỉnh trên con DJI E2 cho các bạn xem chơi nha. Nó vừa đi theo đối tượng và né và cản luôn. Ok thì bây giờ sẽ tiến hành bắt đầu test chức năng ách tiêu sách luôn nha các bạn. Đó các bạn thấy là sau lưng mình là cái dãy chuối cũng như là dãy xoài khá là rậm rạp đúng không? Thì bây giờ mình sẽ ách tiêu sách thử xem và đưa đi chạy các kiểu xem nó có né được những cái nhánh chuối như là nhánh xoài hay nha các bạn. Con này như mình đã nói các bạn, combo 3 pin các kiểu giá hơn 30 triệu đồng. Đó, mình mua bên Tokyo Camera nha. Đó, thì giờ mình sẽ là đây xíu nè. Đó, để vừa tầm ngang với những dãy chuối để xem nó né như thế nào nha các bạn. Ok, quét mình nè. Sau đó mình sẽ bấm vào active check nè, bấm vào chay nè, go nè. Đó, như thế là xong. Thì bây giờ mình sẽ đi nha các bạn. Đó, các bạn thấy là phía trước các bạn là dãy chuối rất là nhiều nha. Đó, nó vừa hập xuống để né cái nhánh chuối các bạn. Nó thì đằng kia các bạn sẽ thấy là những cái nhánh chuối khô lú rất là nhiều nha. Để xem mà nó có né tốt nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ chạy. Đó, nó đang rượt theo. Đó, nhánh chuối, wow. Né nhánh chuối cực đỉnh các bạn ơi. Đó, các bạn thấy không, những cái nhánh chuối nhô ra đằng này rất là nhiều nha các bạn. Wow. Phải nói là đáng đồng tiền bát gạo các bạn ơi. Đó, hơn 30 triệu. Mà né như thế này thì quá đỉnh nha các bạn. Đó, nè nhánh chuối nè, né đó nè. Wow. À các bạn thấy không, huyền chạy chuối này rất là nhiều nha. Wow, 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 có chiếc xe đằng kia các bạn ơi. Để mình tắt xuống cái các bạn ơi, có người rồi. Có chiếc du lịch mới chạy qua các bạn. À, đàn test chức năng tiêu chách nhưng mà có chiếc xe tải chạy ngang cho nên là mình phải ngắt ngang liền nha các bạn. À, giờ mình sẽ khởi động lên lại nha. Đó, ở phía trên có bài có chiếc lá các bạn cho nên nó thấy à, đẩy càng ga lên nữa nó cũng không có chịu lên nữa các bạn. Đâu mình nhích qua đây một xíu nha. Đó, qua khỏi chiếc lá nó mới lên nha. Đúng đỉnh nha các bạn. Đó, thì mình sẽ chắc tiếp nè. Go. Đó các bạn thấy không? Nhánh lá rất là nhiều nha, thì mình sẽ đi tiếp nha. Đó, nó sập xuống nè. Wow. Quá đỉnh các bạn ơi. Để mình đi lưu coi nó làm như thế nào nha các bạn. Đó, lùi lại thì nó đụng cây nó dừng lại các bạn ơi.
nó có cảm biến sau lưng nha các bạn. Ok, thì bây giờ mình nó tự né sau lưng luôn các bạn ơi, sau lưng nó có cảm biến nha các bạn, cho nó né luôn nha. Wow, nó quẹo lại nè. Wow, đúng đỉnh rồi các bạn. Đó, đang chạy nè, nó gượt thôi nè, nó nhánh chuối nè, nó sẽ né nè. Wow, đỉnh nha các bạn. Đó, các bạn thấy nhánh chuối không? Đó, mình giờ sẽ đi vô trong cái ngóc buồn xài nhỏ xem như thế nào các bạn. Wow, nó đang lấy dấu mình các bạn ơi. Đó, khuất nè, lú qua lại nè. Ok, bây giờ đang khuất nhánh xài các bạn, hình như nó chưa có thấy dấu. Đi khuất nhánh xài rồi, ra cho thấy mặt lại. Đó, wow, nè nè, khúc này mới đỉnh rồi nha các bạn. Ok, nó rất là đỉnh các bạn ơi. Khi mà nó thấy cái trường hợp hẹp quá các bạn, là tự động nó sẽ nâng độ cao và nó đi, nó đi qua khỏi cái nhánh cao đó thì nó mới đi theo nha các bạn. Đúng đỉnh luôn các bạn, nó rất là thông minh các bạn. Ở trong này vườn xoài rất là rậm rạp nha, cho nên là việc lấy dấu mình cũng hơi khó nha các bạn. Nó ở trên cao nhìn xuống cái vườn xoài nó rậm rạp đó các bạn, cho nên là con DJI E2 này nó bị khúc vườn xoài cho nên nó bắt không có kẹp nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ đi ngược vào đường lộ lại. Đó các bạn thấy không, khi khúc thì nó sẽ mất dấu nè, mất dấu nè các bạn thấy không. Thì bây giờ mình lú qua lại nè, nó sẽ bắt lại và đi theo. Đó, mà phải công nhận một điều là con này nó né quá đỉnh các bạn ơi. Đó, bạn thấy không nè, cây chuối nè, đó, cây lộn, cây đu đủ. Đó, tự động né cây đu đủ nha. Nè, né cái bảng luôn nè. Wow, tự năng lên cao luôn các bạn ơi. Wow, phải nói một điều là DJI E2S này ắc tiêu chắc 4.0 quá đỉnh các bạn. Thì tiếp đến mình sẽ test một số chức năng thông minh khác của con này nha các bạn. Thì nói về độ chụp ảnh cũng như là quay phim thì con này nó quá là bá đạo các bạn ơi, cũng như là chức năng thông minh của nó rất là nhiều luôn. Đó, thì bây giờ mình sẽ test thử một số chức năng bình thường nha. Ở chụp hình thì nó quá là bình thường các bạn, nó có rất là nhiều kiểu chụp khác nhau nè. Đó, thì tùy theo các bạn thôi. Đó, thì hiện giờ đang là hơn 6 giờ các bạn, hơn 6 giờ chút xíu rồi, khá là tối rồi. Nhưng mà ở con DJI E2S này thì chất lượng hình ảnh của nó khá là tốt các bạn. Để mình chụp thử bình thường xem như thế nào nha. Đó, đó là tấm bình thường nha các bạn. Đó, mình sẽ chuyển sang smart coi. Ok, đó thì chụp hình với quay phim này kia thì quá là bình thường nha các bạn. Còn cái khá là hay nè, đó chính là master shot nè, có nghĩa là nó sẽ quay một đoạn video full combo cho các bạn luôn. Đó, nó làm sẵn hết trơn luôn. Thì bây giờ mình sẽ thử cho các bạn xem nha. Đó, mình bấm vô đó xong mình sẽ quét mình nè. Đó, nó sẽ làm sẵn combo sẵn hết trơn rồi, nó ra một cái video cho các bạn luôn. Đó, ok, đây mình kiểm tra xem coi có vướng cây não đây không nha các bạn. Ok, bấm start nha. Đó, thì nó sẽ tự quay phim ở một cái full combo như là bay vòng tròn, bay các kiểu này kia đó. Nói chung là đủ hết trơn toàn bộ cái combo và chức năng thông minh của con này. Đó, sau đó nó sẽ ghép thành một cái video để mà cho các bạn có thể up lên YouTube. Đó, cho nó nhanh có gọn các bạn, các bạn khỏi cần làm từ từ. Đó, tự động nó bay xa ra, sau đó nó chụp hình, nó làm các kiểu. Nói chung là con này nó rất là thông minh luôn các bạn ơi. Đó, tự động nó quay vòng tròn đúng không? Thì các bạn khi đi du lịch đó, đứng ở trên một cái chỗ nào mà cao cao mà đẹp rồi đó, thì các bạn chơi cái master shot thì quá là tuyệt vời luôn các bạn ơi. Nói việc còn lại chỉ là ngồi chơi thôi.
nó làm sẵn toàn bộ hết trơn luôn. Đó thì hiện giờ nó đang làm, việc còn lại là các bạn chỉ gọi là đứng chơi giải trí nó sàm sàm thôi. Đó, nó sẽ bay theo hình kiểu xoắn ốc, kiểu bầu dục này kia luôn các bạn. Nói chung là làm đầy đủ cho nó một combo mà các bạn chỉ cần việc chờ thôi. Nãy giờ thì cũng khoảng hơn 58% mà các bạn sẽ nhìn vô màn hình sẽ thấy nha. Nói chung là với cái giá combo hơn 30 triệu thì mình thấy con này nó khá là đỉnh nha các bạn. Nó ở chức năng là né vật cản cũng như là chụp hình hyperlapse này kia, kiểu nói chung là rất là xứng đáng đồng tiền các bạn ơi. Đó, thì như mình đã nói, con này chỉ dành cho những anh em đại gia hoặc là những anh em chuyên media để mà quay phim ăn tiền thôi nha. Đó, tự làm sẵn hết trơn luôn các bạn, hết 84% rồi, tầm khoảng 15% nữa thì sẽ xong một cái đoạn video nha. Đó, thì khi nó làm cái chức năng này rồi thì các bạn chỉ việc ngồi chơi thôi, không thì nói chuyện xàm giống của mình. Đó, thì các bạn mua Ron FPV hay là Flycam này cái kiểu thì các bạn nhớ mua qua mình nha các bạn, để mình có hoa hồng duy trì và phát triển kênh YouTube của mình nha. Khi các bạn mua shop nào cũng được cho, các bạn nhớ inbox Zalo cho mình 0988002232 đi. Nó mua qua mình để mình có hoa hồng từ shop nha các bạn. Đó, để mà có tiền mua những con Ron FPV hoặc là Flycam khác quay review cho các bạn xem chơi. Đó, thay vì các bạn mua qua shop thì cũng giá đó thôi, nhưng mà mua qua mình cũng giá đó, nhưng mà mình được hoa hồng nha các bạn. Đó, sau khi làm xong chân rồi một cái video rất là xong nhanh các bạn. Đó, thì đó là chức năng Master Shot. Đó, ngoài ra có Hyperlapse nè, chụp pano nè, Quick Shot là chế độ bay thông minh nè, như nãy giờ mình đã bay cho các bạn xem đó, bay xa, bay rocket, bay vòng tròn, bay xoắn ốc, bay bầu dục, hoặc là làm một cái video hình trái đất nè. Đó, mình sẽ sơn mình nè. Ok, sau đó bấm start. Đó, thì tự động nó sẽ quay, nó làm tất cả nha các bạn. Đó, pin bây giờ đang còn khoảng 11 phút mấy nữa mới hết pin rồi các bạn ơi. Đó, bây giờ đang là khoảng hơn 6 giờ nha các bạn. Nhưng mà màu sắc cũng như là hình ảnh của con DJI E2S này phải nói là quá là tuyệt vời các bạn ơi. Đó, tự nó xử lý, tự nó làm sẵn hết trơn nha các bạn. Việc còn lại là chỉ chờ xuất video ra thôi các bạn. Đó, các bạn thấy không? Bầu trời hiện giờ khá là tối nha. Do hôm nay mình đi chải các bạn cho nên là trời khá là tối luôn. Đó, chính vì thế các bạn nhớ like và subscribe kênh YouTube của mình nha các bạn. Nói chung là ở những video sau thì mình sẽ hướng dẫn các bạn bay chi tiết về con DJI E2S luôn nha. Thì ở video này mình chỉ test chức năng thông minh cũng như là active check ở phần chính của con này cho các bạn xem chơi thôi. Nó còn về quay video thì mình cũng sẽ làm một cái video quay 5K của con này up lên YouTube cho các bạn xem luôn. Đó, nói chung là con này rất là tuyệt vời các bạn ơi. Thì tất cả đều ngon nhưng mà vẫn có một cái còn thiếu sót nha các bạn. Đó chính là hai bên hông của nó các bạn chưa có cảm biến nha. Tại các bạn biết sao không? Tại vì DJI nó chờ hút máu các bạn thêm một con nữa, đó chính là DJI E3 hoặc là E3S gì đó. Nó sẽ làm thêm hai cảm biến bên hông nữa để mà lấy tiền các bạn thêm thôi. Chứ con này mà làm đầy đủ quá thì mấy con sau không ai mua luôn các bạn. Cho nên là nó sẽ làm từ từ hút máu các bạn chơi gì đó. Đó, sau khi ấy xong thì các bạn sẽ trở lại thôi. Nó nói về quay đêm của con này thì nó cũng rất là đẹp nha các bạn. Nói chung là rất là đã luôn. Đó, thì nhìn chung thì chức năng con này nó cũng khá là nhiều. Mà mình test 2-3 cái như thế thì các bạn cũng hình dung được ha. Thì việc bay con này nó rất là đơn giản thôi, như con DJI E2 thường thôi các bạn. Đó, thì một cái ngon ở con này đó chính là nó có khóa hai bên hông nè. Đó, các bạn thấy không? Bấm vô đây nó khóa hai bên hông nha các bạn. Gạt qua lại. Đó, gạt qua gạt lại nó sẽ không đi. Đó, tại vì hai bên hông nó không có biến, nó sợ các bạn bay đâm hư á, nó chỉ cho các bạn bay tới bay lui cũng như là xoay trái xoay phải thôi, nó khóa cái vụ mà bay qua bay lại. Đó, cho nên là các bạn bay không được. Muốn bay được thì các bạn phải bấm vào mũi tên xanh bên trái. Đó, là nó trở lại bình thường. Các bạn muốn mới qua lại được. Đó, các bạn nhớ nha các bạn. Đó, đó một điểm lưu ý. Còn hai một cái điểm lưu ý nữa đó chính là khi các bạn bay á, các bạn nhớ chỉnh cái thông số. Thông số rất là quan trọng nha, như độ mát ở đây nè, có nghĩa là độ cao tối đa đó. Thì mình ở quê cho nên là mình không có thích bay cao lắm các bạn. Để 100
54 là vừa, 150m là vừa. Còn max distance các bạn cứ để max đi, là sóng tốt nhất có thể, là xa nhất có thể đó. Còn auto return to home các bạn để tùy theo địa hình các bạn đó. Nếu các bạn ở chỗ thành phố thì các bạn nên để cao hơn cái tòa nhà nào mà gần đó các bạn thấy. Còn mình ở đây ở quê không có cái nào cao hơn 50m cho nên là mình để 50m đó. Còn lại thì mấy kia nó cũng không quan trọng lắm đâu các bạn, nó các bạn cứ để mặc định và chơi cũng được rồi đó. Nó như thế là xong. Thì bên đây các bạn nãy giờ bay như thế nào, nó có cái bản đồ nè, nãy giờ mình bay bao xa bao lâu này kia nè đó, khá là tuyệt nha các bạn. Ok, thì nhìn chung con này mấy chức năng còn lại thì cũng tương tự thôi nha các bạn. Đó thì trời khá là tối rồi, mình cũng sẽ tạm ngưng video đây nha. Đó, nếu thấy hay thì các bạn nhớ like và subscribe kênh YouTube của mình nha các bạn. Đó thì nông dân Kim cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều nha. Thì mình nghĩ việc mua con này ngoài việc là dành cho đại gia cũng như là cho anh em quay phim media các kiểu, thì những bác nông dân mà có điều kiện này kia thì cũng nên mua con này để đi thăm ruộng nha các bạn. Tại vì sóng của nó rất là tốt, khuất các kiểu thì nó vẫn truyền hình ảnh rất là tốt luôn. Nè các bạn thấy không, cái vườn xoài nè đó, các bạn có thể đứng ở một chỗ nó và bay kiểm tra cái vườn xoài của mình thôi đó, coi coi có ai vô bẻ hay là làm gì này hay không các bạn. Nói chung là có tiền thì cứ chơi thôi các bạn đó. Thì ở đây mình không phải đại gia gì à, thực ra là con này á, là mình mượn của anh em và mình chơi ké thôi, chứ mình cũng gọi là không có tiền nhiều để mua nha. Đó, sau khi mình mượn của anh mình chơi ké xong rồi mình sẽ trả lại. À, bạn thấy không, bay một vòng thăm ruộng rất là nhanh luôn các bạn. Ok, thì để ủng hộ mình thì mình xin nhắc lại một lần nữa, các bạn nhớ like và subscribe kênh YouTube của mình, cũng như là khi mua Flycam con DJI Mavic A2S nè thì các bạn inbox Zalo cho mình là 0988002232 đó, mua qua mình nha. Các bạn muốn mua shop nào nữa chân mua qua mình được rồi, thì mình sẽ có hoa hồng từ các shop đó. Thì mình chỉ có một cái nick Facebook duy nhất, đó chính là Thái Hữu Lộc nha các bạn, không có cái nick nào khác cả. Thì một số thành phần xấu hiện nay nó lợi dụng cái tên của mình là Kim Guni, nó làm cái nick trên Facebook á, nó lợi dụng nó lừa đảo người ta. Mình chỉ có một cái nick duy nhất, đó chính là Thái Hữu Lộc thôi nha, các bạn lưu ý chuyện đó nha. Ok, thì bây giờ sẽ dài thôi các bạn ơi, trời khá là tối rồi đó. Thì cảm ơn tất cả các bạn đã xem video nha, bye bye tất cả các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video sau nha, bye bye.